Mình mong là anh em đã có một ngày cuối tuần vui vẻ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tới với lại cái chương thứ 3 của series Đế chế cờ bạc. Thì như ở phần trước, chúng ta đang dừng lại ở việc đó là Fogerty cho nổ toàn bộ khu vực đang chứa quả trứng. Thì tập này với tiêu đề là 24 giờ trước cuộc viếng thăm, thì theo chúng ta hiểu đó là cuộc viếng thăm Dream. Trong khoảng thời gian này thì Fogerty đang làm gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này nha. Nếu bạn nào muốn ủng hộ mình thì đừng quên là mình có một cái fanpage, thì các bạn hãy nhanh chóng qua đó like cho mình. Và trước đó thì tất nhiên các bạn hãy đăng ký trước đã. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video của ngày hôm nay. Tập thứ 3, à quên, chương thứ 3, 24 giờ trước cuộc viếng thăm. Cảnh stream cho chúng ta thấy được rằng Quackity đang cưỡi trên con ngựa của mình đi tới ngôi nhà mùa hè của Tommy Innit. Trên đường đi thì anh ta tìm thấy George Northfield đang ở lối vào. Cả hai người vui vẻ chào nhau và bắt chuyện. Đã là một thời gian dài kể từ lần cuối bọn họ nói chuyện với nhau. George lúc này hỏi về vết sẹo ở trên mắt của Quackity và Quackity bắt đầu giải thích về cuộc chiến của anh ta với lại Technoblade. Bọn họ nói chuyện trong một khoảng thời gian ngắn cho tới khi Quackity nói về một vấn đề. Đó là anh ấy đã tạm nghỉ làm việc ở quốc gia El Rapid để có thể tập trung vào một khu vực, một đất nước mới của bản thân mình, đó là Las Nevadas. Anh ấy cho George Northfield thấy những gì mà đất nước này có, bao gồm sòng bạc, khách sạn và tất cả các hoạt động giải trí khác. Quackity ngỏ ý muốn nói chuyện với George, Sapnap và Carl về sòng bạc cho tất cả mọi người và kể cả từng người trong số bọn họ. Lúc này thì George tò mò về ý nghĩa của các sòng bạc này và Las Nevadas có liên quan gì và có thể ảnh hưởng gì tới vương quốc Kinoko. Thì Quackity vì một lý do nào đó lúc này tỏ ra khá là bối rối, vì có vẻ là cái sòng bạc và quốc gia Las Nevadas là một thứ gì đó khá là xấu xa so với lại tất cả những vương quốc còn lại. Mấy bạn cũng có thể hiểu, về cơ bản nó cũng chỉ là một vương quốc của cờ bạc mà thôi. Josh có vẻ như là một người rất là gắn bó với vương quốc Kinoko. Anh ấy nói rằng đó là đất nước của anh ấy, nơi mà anh ấy đã tạo ra với lại Carl và Sapnap. Anh ấy không thể rời khỏi đất nước này. Quackity nói rằng Carl, Sapnap và Josh đã có quốc gia El Rapid, tại sao bọn họ lại còn tạo ra một quốc gia mới để làm gì? Và đặc biệt rằng họ tạo ra một quốc gia mới mà không nói gì cho Quackity. Josh lúc này đề cập rằng Quackity vẫn còn thời gian để tham gia vào vương quốc Kinoko. Tuy nhiên, Quackity từ chối lời đề nghị này. Tuy rằng sau đó George có mời Quackity tới thăm vương quốc Kinoko, nhưng mà Quackity đã từ chối. Nhưng lời mời sẽ vẫn luôn ở đó và Quackity có thể tham gia vào bất cứ lúc nào. Sau đó Quackity hỏi George rằng liệu cậu có còn là một phần của quốc gia El Rapid nữa hay không, vì bọn họ không thể nào là một phần của cả hai quốc gia cùng một lúc. George lúc này giải thích rằng El Rapid sẽ không bao giờ thực sự đi tới mục đích đến nào cả, trong khi vương quốc Kinoko đã vô cùng tiến bộ. Lúc này thì Quackity mở rộng lời mời, anh ấy mời George đến thăm quốc gia Las Nevadas với điều kiện phải giữ bí mật, và sau đó thì cả hai chào tạm biệt nhau. Chúng ta cùng bước tới phần kết của chương này. Cảnh phim thay đổi, từ từ hé lộ một cảnh quay mơ hồ về tòa tháp của Pins, những cảnh quay của các khu vực khác của máy chủ trong thời điểm quá khứ được chiếu lên, ngôi nhà cộng đồng đang còn nguyên vẹn, ngôi nhà của Tommy Innit, ngôi nhà cũ của Bad Boy Halo, vùng đất Manifold trước khi bị Jack Manifold đốt trụi và rất là nhiều những công trình khác. Cuối cùng là con đường dẫn đến quốc gia Lợm Màn Bớt nguyên bản, được bao bọc trong những bức tường màu đen và vàng. Sau đó thì cảnh chuyển sang Quackity để đứng trên một trong những ngọn đồi bên ngoài quốc gia Lợm Màn Bớt. Anh ấy cảm ơn Wilbersort vì đã nhận lời mời đi dạo, đặc biệt là trong hoàn cảnh mà mọi thứ không hề dễ dàng. Quackity nói rằng anh ấy muốn gặp gỡ với lại Wilbersort và tìm hiểu những thông tin của anh ấy, và mặt khác có thể hiểu Wilbersort hơn một chút. Wilbersort lúc này ngập ngừng đồng ý. Quackity lúc này thì cảm thấy anh ấy không thuộc về nơi này, và anh ấy không muốn bất kỳ ai có một cảm giác như anh ấy, kể cả nếu điều đó có nghĩa là anh ấy phải trở thành tổng thống và phá hủy cái bức tường ngăn cách. Anh ấy nhắc lại rằng ai cũng có mặt tốt và mặt xấu của họ, và tất cả mọi người đều có thể đóng góp cho quốc gia. Tuy nhiên thì Wilbersort không đồng ý với tất cả những gì mà Quackity nói. Anh ấy nói rằng khát vọng lạc quan của Quackity sẽ không đại diện được cho an ninh quốc gia của Lợm Màn Bớt. Listen, I get it. I get what you're trying to do. I get that you're trying to protect your people. I get that, you know, you're trying to save your nation here, but... You see, Wilbur, here's the thing. I don't hate you. I don't want to affect you. I don't want to overthrow you. None of this is about fighting to me.
I think there's just a big difference between you and me. And I think that I like to see the good side on people. I like to think that there's a side of everyone that is willing to work for, wanting to see a better future for everyone. And I think that's where you and I are very, very different. See, when I got here, when I got to these lands and I wanted to join Lemanberg, I was told I couldn't. I was told to walk away because I wasn't allowed to join Lemanberg. And to me, that was a lack of belonging. And if I have to become president and tear down some walls in order for no one to ever feel unwelcome again, then so be it. I do believe that everyone has a good side to them. And I do believe that everyone has something to contribute to the nation. You say everyone has a good side, Quackity, and you're right. You're right. Everyone has a good side. But that good side is only there to help themselves. If you want to really help people, you're going to need power, Quackity. You can make a movement. You can make a resistance, right? You can go out and you can come back and they'll give you a ticker tape parade. They'll cheer for you in the streets, but you will change nothing. If you have a revolution, everyone will hate you. You will sacrifice everything and you will lose everything you've ever had. But you'll come back and everything will be changed. And Quackity, if you want to change things, you're going to need power. That's what you want, really, isn't it? Look at me. I mean... And power isn't gained from diplomacy and bureaucracy and giant courthouses suspended in the sky, blah, blah, blah. It's gained from swords. Quackity. It's gained from blades. It's gained from steel, iron. Even if everyone has this good side that you're talking about, then anyone who wants to prove it has to show their dark side first. You're going to have to kill. You're going to have to torture. You're going to have to maim. When I look at you, as a fellow outsider, you're not ready for that. Và sau khi anh ta kết thúc bài phát biểu của mình, Wilbur rời đi, trong khi Quackity nhìn về phía mặt trời lặn. Video cho thấy nhiều cảnh xuất hiện, những sự kiện lịch sử được mô tả bởi Quackity trong server Dream SMP cho đến nay. Kết thúc câu chuyện, quay trở lại thời điểm hiện tại, chúng ta thấy được Quackity vẫn tiếp tục cưỡi trên con ngựa gần địa điểm đài phục sinh của Wilbur Sword. Và anh ấy viết một quyển sách cho Wilbur, nói rằng Wilbur đã đúng ngay từ ban đầu. Và anh ấy để lại nó cho một chiếc rương ở giữa đài tưởng niệm. Chúng ta có thể nghe thấy âm thanh của còi báo động khi anh ta vừa mới đi khỏi. Và một nhân vật đội mũ trùm đầu màu đen cưỡi ngựa chạy ngược trở lại vương quốc Greater Dream SMP. Các bạn nghĩ sao về cái phần kết của chương 2 này? Nếu các bạn chưa hiểu rõ thì phần kết của chương 2 là chủ yếu kể về những cảnh quá khứ của Quackity với lại Wilbur Sword và những định hướng chính trị của Wilbur Sword trước khi mà anh ta tha hóa. Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nha. Chúc các bạn có một buổi tối tốt lành. Bye bye!